Nải chuối này quá chín mà bà chủ lại treo ngược lên trên cao, giờ vỏ nó tự bóc ra và rớt hết xuống đất. Rất may là mình có quay video lại làm bằng chứng, chứ bà hung dữ lắm ra mà thấy là chửi mình trước mà mình còn chưa kịp giải thích. Hết tháng này mình xin nghỉ luôn chứ làm không nổi cho bà, tháng chỉ được 9 triệu đồng.